Thưa anh chị em, hôm nay anh chị em nhìn lên cung thánh có thấy màu hồng nhiều hơn màu tím không? Và hôm nay khi dâng thánh lễ, tôi cũng có thể mặc áo lễ màu hồng thay vì màu tím. Tất cả là để diễn tả ý nghĩa của Chúa Nhật thứ tư mùa chay, được gọi là Chúa Nhật hồng giữa màu tím, diễn tả niềm vui cứu độ. Và khi nói đến niềm vui cứu độ thì có lẽ anh chị em sẽ đặt nhiều câu hỏi: tại sao lại phải cứu, mà ai cứu chúng ta, và cứu bằng cách nào đấy? Chính Chúa Giêsu trả lời cho những thắc mắc của anh chị em bằng một câu thôi. Và tôi mong anh chị em thuộc lòng câu kinh thánh này. Đó là Chúa Giêsu nói với ông Nicodemo: như ông Môsê đã dương cao con rắn trong sa mạc thế nào, thì con người cũng sẽ phải được dương cao như thế, để ai tin vào người thì được sống muôn đời. Thế bây giờ tôi mời anh chị em suy nghĩ với tôi về câu kinh thánh này: như ông Môsê dương cao con rắn trong sa mạc. Anh chị em có nhớ câu chuyện rắn đồng trong sa mạc không? Để tôi nhắc lại cho mọi người khỏi quên. Lúc bây giờ là dân Do Thái đã được giải thoát khỏi đất nô lệ Ai Cập rồi, nhưng để đặt chân vào đất hứa thì họ phải trải qua một hành trình dài trong sa mạc. Mà đi trong sa mạc thì đương nhiên là thiếu thốn đủ thứ, đâu có được như ở nhà. Thiếu ăn, thiếu uống, sống cơ cực. Thế cho nên người Do Thái người ta mới kêu la, người ta than phiền, người ta trách móc ông Môsê, rồi trách móc luôn cả Chúa luôn: tại sao mà không để cho tụi tôi ở Ai Cập đó, còn có cái ăn cái uống mà đưa chúng tôi vào trong sa mạc này, bây giờ chết đói chết khát hết à? Thì Chúa mới nổi giận, và Chúa cảnh cáo dân Do Thái bằng cách là con rắn độc nó xuất hiện, nó cắn chết nhiều người. Thế người ta thấy nhiều người chết thì sợ quá, cho nên mới chạy đến ông Môsê năn nỉ ông: thôi ông thưa với Chúa làm sao chứ, như thế này thì chết hết à? Ông Môsê mới cầu khẩn Chúa, và Chúa dạy ông Môsê là hãy làm một con rắn đồng treo lên cây cột, và những ai mà bị rắn cắn nhìn lên con rắn đồng đó thì sẽ được chữa lành. Chuyện rắn đồng là như thế. Và Chúa Giêsu dùng cái hình ảnh đó: như Môsê dương cao con rắn trong sa mạc thế nào, thì con người cũng sẽ được dương cao như vậy. Chúa Giêsu dùng hình ảnh đó để nói đến việc chính Ngài sẽ chịu treo trên thập giá, và nhờ đó mà chúng ta này được cứu độ, được sống. Ý nghĩa là như thế, nhưng mà thưa anh chị em, không dễ chấp nhận đâu, không dễ hiểu đâu. Người ta đặt ra nhiều câu hỏi, chẳng hạn: Chúa đã ban cho ông Môsê có quyền năng làm phép lạ bằng chính cây gậy ông ấy cầm trên tay á. Mà thực sự anh chị em đọc lại kinh thánh thì sẽ thấy Môsê đã nhiều lần dùng gậy làm nhiều phép lạ lớn á. Thế thì tại sao trong trường hợp này Chúa không bảo ông Môsê là hãy lấy cây gậy của ngươi đó mà chữa lành cho dân? Ai mà bị rắn cắn thì chạy đến ông gõ cho ông cái thì khỏi thôi. Làm gì mà vất vả mà phải làm con rắn đồng dựng lên cây cột? Sao vậy? Nhưng mà còn một thắc mắc khó hơn nữa.
Và tại sao Chúa Giêsu lại dùng hình ảnh con rắn để nói về Ngài? Bởi vì anh chị em biết đấy, ở trong Kinh Thánh đó, rắn là hình ảnh, là biểu tượng của ma quỷ. Anh chị em nhớ con rắn nó cám dỗ ông bà Adam Eva ở trong vườn địa đàng không? Hình ảnh của ma quỷ. Và con rắn mà nó cắn chết nhiều người này, hình ảnh của ma quỷ. Thế tại sao Chúa Giêsu không dùng những hình ảnh khác như nhiều lần Ngài đã từng so sánh với ông Mô-xê, với vua David, những hình ảnh rất đẹp, rất tích cực, mà Chúa lại dùng hình ảnh con rắn làm sao? Thế các nhà chúa giải Kinh Thánh nói rằng Chúa Giêsu dùng cái hình ảnh này để nói lên đường lối cứu độ của Thiên Chúa. Thiên Chúa cứu chúng ta bằng cách Ngài gánh lấy trên vai Ngài chính tội lỗi xấu xa của chúng ta, để Ngài đóng đinh cái tội lỗi xấu xa đó vào thập giá, và nhờ đó mà chúng ta được sống. Thánh Phaolô tông đồ diễn tả bằng một câu thế này: Đấng không hề biết tội là gì thì Thiên Chúa đã làm cho trở thành hiện thân của tội lỗi, để nhờ đó chúng ta được nên công chính. Nói gì thì nói vẫn là khó hiểu, phải không anh chị em? Khó chấp nhận. Mà không phải chúng ta đâu, mà mọi con người ở mọi thời đại cảm thấy khó chấp nhận lắm. Làm sao mà Thiên Chúa lại cứu độ chúng ta bằng cái con đường đau khổ, con đường thập giá như vậy? Đối với người Roma thời Chúa Giêsu, cái khổ hình thập giá là khổ hình dành cho những tên phản loạn, chứ không có người dân thường nào mà bị cái tội vậy phải treo lên thập giá. Đối với người Do Thái ấy, thì chính trong Kinh Thánh Cựu Ước có một câu: bị treo cây gỗ là đồ bị trục dữ. Giêsu bị trục dữ. Và đối với người Hy Lạp thời đó, người Hy Lạp là người ta đề cao sự khôn ngoan, và đó là sự khôn ngoan của lý trí này. Thế thì lý luận nào có thể chứng minh được rằng Thiên Chúa cứu con người bằng thập giá là sự khôn ngoan? Đó là lý do mà Thánh Phaolô mới nói là chúng tôi rao giảng Đức Kitô chịu đóng đinh là sự điên rồ đối với người Do Thái và sự ngu xuẩn đối với dân ngoại. Khó chấp nhận lắm. Chúng ta chỉ có thể hiểu được phần nào nhờ chính lời Chúa, bởi vì sau khi nói đến hình ảnh con rắn đồng trong sa mạc thì Chúa Giêsu nói tiếp với ông Nicodemo thế này: Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi hiến ban con một của Ngài, để những ai tin vào con của Ngài thì được sống muôn đời. Người ta bảo rằng giả như toàn bộ Kinh Thánh bị mất hết mà chỉ giữ lại được một câu này thôi là đủ rồi. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban con một của Ngài, để những ai tin vào con của Ngài thì được sống muôn đời. Cái cốt lõi ở đây là tình yêu. Anh chị em là những bậc làm cha mẹ ở trong gia đình, anh chị em thương con của mình lắm, và vì yêu thương con, anh chị em chấp nhận mọi hy sinh, mọi vất vả, mong sao cho con mình nó được sống, mong sao cho con mình được hạnh phúc, có phải vậy không? Tôi nghĩ là cái kinh nghiệm đó của anh chị em giúp cho mình hiểu được phần nào Thiên Chúa yêu thương chúng ta, và Ngài muốn cho chúng ta được sống chứ không phải chết. Cho nên Ngài chấp nhận gánh lấy cái thứ xấu xa nhất là tội lỗi của chúng ta trên thân mình Ngài, chấp nhận chịu đóng đinh và chết trên thánh giá để cứu chúng ta, cho chúng ta được sống. Niềm vui cứu độ là như vậy đấy.
Niềm vui cứu độ là khám phá ra rằng Thiên Chúa là cha yêu thương mình. Dù mình có tội lỗi đến đâu đi nữa, người cha đó không bỏ mình, người cha đó vẫn thương mình. Niềm vui đó có trở thành niềm vui riêng của chúng ta hay không là tùy mỗi người. Tùy mỗi người có mở lòng ra mà đón nhận không. Thế thì tôi muốn đề nghị với anh chị em một điều cụ thể. Anh chị em còn nhớ là ngay từ đầu mùa chay, tôi nói với anh chị em là mùa chay là thời gian để Hội Thánh chuẩn bị cho các dự tòng sẽ lãnh nhận phép rửa tội vào đêm vọng phục sinh. Và đồng thời, mùa chay cũng là thời gian mỗi người chúng ta nhớ lại, làm mới lại cái bí tích thánh tể phép rửa tội mà mình đã lãnh nhận. Thế thì điều cụ thể mà tôi muốn đề nghị với anh chị em đó là đến tòa giải tội. Chúng ta nhớ lại cái câu chuyện rắn đồng trong sa mạc. Lúc bây giờ người Do Thái đã được giải thoát khỏi đất nô lệ Ai Cập rồi, nhưng họ đang trong hành trình đi về đất hứa và họ vướng vào các thứ tội lỗi cho nên mới bị rắn độc nó cắn chết. Chúng ta cũng vậy thưa anh chị em. Đã chịu phép rửa tội rồi, đã được ơn cứu độ, đã được giải thoát rồi. Thế nhưng mà hành trình theo Chúa là một hành trình dài suốt cả cuộc đời này. Và trong hành trình đó, không ít lần anh chị em và tôi nữa, chúng ta phạm tội. Hay là nói theo ngôn ngữ của Chúa Giêsu trong bài tin mừng hôm nay đó, là chúng ta yêu chuộng bóng tối hơn ánh sáng nhiều lần nữa. Đặc biệt là những tội trọng, bởi vì tội trọng là làm cho mình mất đi sự hiệp thông với Chúa. Thế thì người Do Thái ngày xưa mà bị rắn cắn như vậy thì làm sao? Họ chạy đến để nhìn lên con rắn đồng. Cái con rắn đồng đó là ông Mô-xê ông ấy làm, nhưng thực sự ông ấy làm không phải tự ý mà do Chúa truyền cho ông ấy làm. Cho nên khi người Do Thái bị rắn cắn mà nhìn đến con rắn đồng mà được khỏi thì không phải là ông Mô-xê ông ấy chữa lành mà là chính Thiên Chúa chữa lành. Mô-xê chỉ là khí cụ thôi. Tương tự như vậy, khi anh chị em vào tòa giải tội, không phải linh mục tha tội cho anh chị em mà là chính Chúa tha tội cho anh chị em. Khi linh mục đọc công thức tha tội, trong đó có câu là xin Chúa dùng tác vụ của Hội Thánh mà ban cho con ơn tha thứ và bình an. Xin Chúa dùng tác vụ của Hội Thánh. Bản thân ông linh mục không có cái quyền gì để mà tha tội. Ông ấy cũng là con người, ông cũng có những khuyết điểm, có cả tội lỗi riêng của ông. Nhưng mà Chúa dùng ông ấy làm khí cụ, là thừa tác viên của Hội Thánh để thông truyền ơn tha thứ của Chúa đến cho từng người trong chúng ta. Cái điều quan trọng là như người Do Thái ngày xưa nhìn lên. Khi Thánh Gioan kể về cuộc thương khó của Chúa Giêsu, Chúa chết ở trên thánh giá, Ngài cũng nhắc lại câu kinh thánh: chúng sẽ nhìn lên đấng chúng đã đâm thâu. Nhìn lên có nghĩa là một hành động diễn tả đức tin, tin vào Chúa. Chúng ta cũng vậy, đến tòa giải tội, cái điều quan trọng là tin vào Chúa, tin vào lòng thương xót của Chúa. Tôi kể cho anh chị em nghe câu chuyện này, câu chuyện mà tôi đọc từ khi tôi mới làm linh mục, nhớ tới bây giờ. Câu chuyện đó của một linh mục người Pháp kể về người cha của Ngài, mà chúng ta gọi là ông cố hay là ông nội đó. Thế thì ông linh mục này ông mới chịu chức, thế Đức Giám Mục mới sai về làm việc ở một nhà thờ lớn trong giáo phận, có cha sở và có tới 3-4 cha phó. Thế một hôm ông ấy ngồi tòa giải tội, thì có một người vào xưng tội.
Ông ấy vừa mới nghe người đó làm dấu thánh giá cái thì ông biết là ba của mình. Ông ấy ngại quá, ông mới chạy ra ngoài, ông mới nói với ba của mình: trời ơi, ở đây có nhiều cha lắm, sao ba không vô mấy tòa giải tội cái kia, vô đây coi kỳ quá. Ông cố nói với ông linh mục: anh cứ vào ngồi trong đó và làm bổn phận linh mục của anh. Thế là ông cha con phải vâng lời thôi, vào ngồi trong đó. Ông cố bắt đầu xưng tội: lạy cha, xin cha làm phép giải tội cho con, vì con là kẻ có tội. Và ông linh mục đó kể rằng: ba tôi xưng tội với tôi từ đó cho đến khi ba tôi qua đời. Và ông nói thêm một câu: ba tôi dạy cho tôi một bài học về đức tin sống động hơn bất cứ một tác phẩm thần học nào tôi đã đọc. Anh chị em nghĩ coi, một người cha sinh con ra, từ nhỏ chăm sóc cho nó, lớn lên dạy dỗ nó, chắc là cũng cho ăn mấy cái tát rồi khi nó hư hỏng, vậy mà bây giờ lại quỳ gối xuống trước mặt con của mình mà thưa: lạy cha, xin cha làm phép giải tội cho con, vì con là kẻ có tội. Khiêm tốn lắm, một lòng tin sống động lắm. Ông không nhìn thấy nơi người linh mục đó là đứa con riêng của mình, mà ông nhìn thấy nơi người linh mục đó là thừa tác viên của hội thánh, là khí cụ của Chúa, và Chúa hiện diện ở đó, và Chúa dùng khí cụ này để ban ơn tha thứ cho tôi. Đấy là một bài học đức tin rất sống động, cần thiết cho chúng ta mỗi khi đến tòa giải tội, để nhờ đó chúng ta đón nhận ơn tha thứ của Chúa và niềm vui cứu độ thành hiện thực trong đời sống chúng ta. Amen.